thật hết sức bất cẩn khi sai một thằng bé con đi làm một việc cấp bách và quan trọng lúc trời tối như thế. Bởi vì trong màn đêm ấy, những con phố nhân bội lên, trở nên lẫn lộn và chồng chéo lên nhau. Chúng mở toang ra, sâu bên trong một thành phố, những con phố phản chiếu, những con phố giả dạng, nhân đôi. Trí tưởng tượng của ta bị đánh lừa và làm cho mê muội, tạo ra bản đồ sai lệch từ những khu vực dường như thân quen. Cái bản đồ mà trong đó những con phố vẫn nằm đúng chỗ và vẫn là những cái tên quen gọi, nhưng lại mang hình dạng mới lạ và hư ảo bởi tại sáng tạo vô biên của đêm tối. Xin chào, các bạn đang nghe Trạm Radio mùa 2. Mình là DJ Hà Trang, rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn. Các bạn thân mến, trong radio số 59 ngày hôm nay, xin mời các bạn lắng nghe truyện ngắn Những Hiệu Quế của tác giả Bruno Schultz trong tuyển tập cùng tên do Xuân Trường Dịch và Forma Publi phát hành. Những Hiệu Quế. Vào cái quãng những ngày gà gật ngắn nhất trong năm, hai cạnh bó lại trong vòng ôm đầy chặt của bình minh và hoàng hôn, lúc thành phố rẽ nhánh thành những mê cung các đêm mùa đông, mà một buổi sáng quá ngắn ngủi, khó nhọc lắm mới lôi được ra từ cơn uể oải. Bố tôi đã trở nên chệch choạc, quy phục, dâng hiến trọn vẹn cho một tầng cậu khác. Khuôn mặt ông và cả đầu ông tua tủa man rợ một thứ lông xám tạo thành những búi ảo ra từ các mụn cóc, từ lông mày, từ hai lỗ mũi rộng hoác, và mang lại cho ông cái dáng vẻ của một con cáo đã già và cáu cặn. Khứu giác và thính giác của ông tinh nhạy đến đáng kinh ngạc, và ta có thể thấy được, thông qua khuôn mặt im lìm và căng thẳng của ông, rằng các giác quan đã làm cho ông lúc nào cũng giao tiếp với thế giới vô hình của các ngóc ngách u tối, những lỗ chuột chui, của những khoảng trống dưới sàn nhà mọt nghiến và những lỗ thông hơi ống khói. Ông là người quan sát nhạy bén và đầy cảm giác, một tên gián điệp, đồng thời cũng là đồng lõa với mọi tiếng xì xào, những cọt kẹt ban đêm, cuộc sống bí mật gặm nhấm của sàn nhà. Những thứ ấy chùm lên ông đến mức ông nhập hẳn vào cái tầng cầu đối với chúng tôi là bất khả xâm nhập. Thậm chí ông còn chẳng buồn đề cập đến nó với chúng tôi. Ông thường bật ngón tay tanh tách và cười khủng khục những khi các trò nghịch ngợm của cái vô hình trở nên quá mức phi lý. Rồi ông ném những ánh mắt thông hiểu với con mèo của chúng tôi. Cả nó cũng được khải thị về những bí ẩn này. Nó ngẩng cái đầu đầy vẻ vô sỉ và lạnh lùng lên, cái đầu kẻ sọc toàn bộ, hai mắt nhỏ xíu xiên xiên nháy nháy, tỏ vẻ thờ ơ và chán chường. Từng xảy tới với ông chuyện ngay giữa bữa ăn, đột nhiên ông đặt dao dĩa xuống rồi, khăn ăn choàng cổ, vươn người lên trong một cử động của loài mèo, phóng đi trên đầu các ngón chân ra đến cửa của căn phòng trống bên cạnh, và cẩn trọng vô biên, nhỏm có lỗ khóa. Sau đó ông quay trở lại bàn, vướng chút ngượng ngùng, với một nụ cười bối rối, với những tiếng làu nhàu và lời lẩm bẩm không rõ tiếng của cuộc độc thoại nội tâm nơi ông đã lặn sâu vào. Để giải trí chút ít cho ông và khiến ông sao lãng khỏi những tìm kiếm bệnh hoạn ấy, mẹ tôi lôi ông ra ngoài đi dạo vào buổi tối. Ông im lặng đi cùng, không kháng cự nhưng cũng chẳng hào hứng, không chút chú tâm, tâm trí đâu đâu. Thậm chí, một hôm, chúng tôi cùng tới nhà hát. Chúng tôi ở trong căn phòng rộng lớn, bẩn thỉu và tối mù mù ấy, đầy những tiếng rỉ rầm đờ đẫn và sự náo loạn hỗn độn. Nhưng sau khi đã vạch được một lối đi ngang qua đám đông, chúng tôi thấy hiện ra như một bầu trời mới, một tấm màn khổng lồ màu xanh nhạt. Những mặt nạ vẽ, màu hồng và má phính, tách hẳn ra trên cái không gian vải bạt rộng lớn ấy. Bầu trời giả kia mở rộng và chảy trôi theo các hướng, phồng lên bởi hơi thở của các cảm xúc và những cử động mạnh. Bởi bầu không khí của cái thế giới nhân tạo và rực rỡ dựng lên đằng kia ấy, trên sân khấu, trong những chuyển động qua lại của các dàn giáo. Cơn run rẩy những lúc tấm bạt rung rinh, sự phập phồng khiến cho nó trở nên to lớn hơn và làm sống động những tấm mặt nạ.
tiết lộ tính chất không thực của bầu trời này và gợi lên những gì mà người ta cảm thấy vào các thời điểm thần bí, như là sự lấp lánh của khải thị. Những cái mặt nạ chớp chớp mắt, các cặp môi đỏ của chúng thì thầm không tiếng động, và tôi biết rằng sắp rồi, sức căng của các bí ẩn đã sắp đạt tới đỉnh điểm và bầu trời phồng lên kia sẽ vỡ ra, để lộ những điều đáng kinh ngạc và tuyệt diệu. Nhưng tôi đã không được trải nghiệm cái khoảnh khắc đó, bởi vì cùng lúc ấy bố tôi bắt đầu có những dấu hiệu lo lắng. Ông lục tìm trong tất cả các túi và rút cuộc tuyên bố rằng ông đã để quên ví, trong đó đựng tiền và các thứ giấy tờ quan trọng. Sau một cuộc nói chuyện ngắn với mẹ tôi, trong đó sự trung thực của Adela trở thành đối tượng cho một đánh giá vội vàng, mọi người đề nghị tôi về nhà tìm cái ví. Theo mẹ tôi, còn lâu nữa buổi biểu diễn mới bắt đầu và, nhanh nhẹn như tôi vốn dĩ, tôi hoàn toàn có thể quay trở lại kịp giờ. Tôi bước ra màn đêm được tô điểm bởi sự sáng bừng của bầu trời. Đó là một đêm bình thản, vòm cao sao phủ thật rộng, phân nhánh thật nhiều, đến mức trông như bị đập vỡ và chia ra thành một mớ bòng bong những bầu trời khác nhau, đủ nhiều để có thể chụp những cái chuông bạc của mình xuống những cuộc phiêu lưu, những lễ rước và những cuộc dạo chơi cho suốt cả một tháng mùa đông. Thật hết sức bất cẩn khi sai một thằng bé con đi làm một việc cấp bách và quan trọng lúc trời tối như thế, bởi vì trong màn đêm ấy những con phố nhân bội lên, trở nên lẫn lộn và chồng chéo lên nhau. Chúng mở toang ra, sâu bên trong một thành phố, những con phố phản chiếu, những con phố giả dạng, nhân đôi. Trí tưởng tượng của ta bị đánh lừa và làm cho mê muội, tạo ra bản đồ sai lệch từ những khu vực dường như thân quen, cái bản đồ mà trong đó những con phố vẫn nằm đúng chỗ và vẫn là những cái tên quen gọi, nhưng lại mang hình dạng mới lạ và hư ảo bởi tại sáng tạo vô biên của đêm tối. Sự cám dỗ của những đêm đông như thế thường khởi nguồn từ cái ước ao ngây thơ muốn tìm một lối tắt nhanh hơn nhưng ít thân quen hơn. Những khả năng thu hút bắt đầu từ việc rút ngắn quãng đường bằng cách chọn một con phố chưa từng đi qua. Nhưng chính vì vậy mà mọi thứ trở nên khác biệt. Đi được vài bước, tôi nhận ra mình không mặc áo khoác. Tôi muốn quay lại, nhưng một lát sau có vẻ việc ấy chi phí thời giờ vô ích, nhất là đêm nay chẳng lạnh chút nào. Mặt khác, tôi có thể cảm thấy những làn hơi ấm áp trái mùa, như những cơn gió nhẹ trong đêm xuân. Tuyết co lại thành một rúm trắng, một cụm bông vô hại mang mùi hương ngọt nhẹ của hoa violet. Tương tự, những cụm bông trôi lơ lửng ngang bầu trời. Trên ấy, mặt trăng được nhân đôi nhân ba lên, cho thấy tất cả những dáng vẻ và vị trí của nó cùng một lúc. Trong đêm đó, bầu trời để lộ ra cấu trúc bên trong của nó với những lát cắt, gần như buổi triển lãm giải phẫu, trưng bày những vòng xoắn ốc của ánh sáng, cái chất xanh nhờ đậm đặc của bóng tối, huyết tương của không gian, mô của những giấc mơ. Trong một đêm như thế, chẳng thể nào đi dọc theo phố Rampart hay bất kỳ phố nào trong những phố tối tăm kia, mà một bên của chúng vốn là vỉa hè bao quanh bốn mặt quảng trường chợ, mà lại không nhớ rằng vào cái giờ muộn màn ấy, những cửa hiệu lạ lùng và hấp dẫn nhất thỉnh thoảng vẫn còn mở, những cửa hiệu mà ngày thường ta hay bỏ qua. Tôi quen gọi chúng là những hiệu quế bởi biển hiệu ảm đạm trên các bức tường của chúng. Những cửa hiệu huy hoàng đích thực này, mở cửa lúc đêm muộn, luôn luôn là đối tượng của nỗi quan tâm mãnh liệt nơi tôi. Dưới ánh sáng lờ mờ, không gian âm u và cổ kính bên trong gợi lên mùi sơn, vét ni và trầm hương, gợi lên những đất nước xa xôi và những món hàng hiếm. Bạn có thể tìm thấy ở chúng đệm Bengal, hộp ma thuật, con tem của những quốc gia đã bị lãng quên từ lâu, đề can in hình của tàu, bột tràm, nhựa thông từ Malabar, trứng các loại côn trùng kỳ lạ, vẹt, chim tu can, kỷ nhông lửa còn sống và rông túi, rễ cây độc, đồ chơi cơ khí từ Nuremberg, vượn người trong những chiếc bình, kính hiển vi, ống nhòm và đặc biệt nhất, những cuốn sách lạ và hiếm, những tập giấy đầy hình chạm khắc lạ lùng và những câu chuyện tuyệt vời. Tôi nhớ đến những nhà buôn đầy phẩm cách, họ phục vụ khách hàng của mình với đôi mắt cụp xuống, trong sự im lặng thận trọng và vô cùng khôn ngoan cũng như kiên nhẫn đối với những ý thích thất thường thầm kín nhất của khách hàng. Nhưng trên hết, tôi nhớ đến một hiệu sách mà có lần tôi liếc thấy vài cuốn sách nhỏ bị cấm và hiếm, ấn phẩm của những hội bí mật, vén lên bức màn che phủ cho những điều huyền bí đầy khiêu gợi ta chưa hề biết đến. Tôi rất ít khi có dịp ghé thăm những cửa hiệu này, nhất là lại mang theo trong túi toàn bộ tiền mình có,
tuy chẳng nhiều nhận gì. Thành thử tôi không thể bỏ qua dịp may tôi có lúc này, mặc cho nhiệm vụ quan trọng đã được giao phó cho tôi. Theo như tính toán, tôi cần đi vào một ngõ hẹp và băng qua 2 hay 3 con phố để đến được phố của những cửa hiệu đêm. Việc này sẽ khiến đường về nhà xa hơn, nhưng bằng cách băng qua phố Vượng Muối, tôi có cái cớ tốt để trì hoãn. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.